Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì. Uống ly cà phê cái đã. Thì bữa hôm nay ở trên thị trường nó mới ra một cái máy camera mới, đẹp và lạ, cho nên Nhân Lì sẽ giới thiệu cho các bạn một cái camera này. Thì trước tiên để Nhân Lì giới thiệu camera thì Nhân Lì sẽ chia sẻ về những cái máy mà Nhân Lì đã từng xài. Ok, thì trước mặt các bạn là cái máy GoPro 6. Đây là cái máy mà Nhân rất là thích. Thì cái máy này Nhân thường để đi mà quay phim hay là đi giống như là đi lặn nước hay là đi đâu á, nhưng mà chống thấm nước á, thì Nhân sẽ xài cái máy này. Còn cái máy này là cái máy DJI Osmo Pocket. Đây là cái máy mà Nhân hay đi để vào quay vlog với Nhân. Thì Nhân hay đi giống như là đi quay ăn uống hay là đi quay chỗ này chỗ kia thì Nhân sẽ dùng cái máy này. Tại vì nó có một cái đồ chống rung ở đây. Các bạn thấy không? Đây là cái này là cái máy DJI Osmo Pocket. Thì cái Nhân thích cái máy này hơn cái máy này á, là tại vì cái máy này nó có chống thấm nước, nhưng mà cái máy này thì nó không có chống thấm nước, nhưng cái máy này nó có một cái là cái camera nó có thể xoay qua xoay lại, nó đi theo ý của mình, cho nên Nhân rất là thích cái máy này. Nhưng mà cái máy này nó lại không chống thấm nước được đó. Nhưng mà bữa hôm nay ngoài hai cái này ra, Nhân còn có thêm một cái nữa, đó chính là cái máy bay DJI Mavic Pro. Cái máy này Nhân dùng để quay ở trên bầu trời, chẳng hạn như là Nhân quay cảnh biển, cảnh núi, cảnh non thì Nhân sẽ dùng cái máy này. Ok, và bữa hôm nay Nhân Lì mới tạo thêm được một cái máy mới nữa cho Nhân Lì, đó chính là cái máy DJI Osmo Action. Thì cái máy này và cái máy này nó giống nhau nè, nhưng mà cái khác biệt của cái máy này á và cái máy này á là cái máy này á là của hãng GoPro. Thì bây giờ nó ra cái máy Google 7. Vậy cái máy Google 7 là nó chống rung, khi mà các bạn đi á, các bạn lắc như nè thì nó sẽ chống rung rất là hay. Nhưng mà cái máy này á nó chống rung còn hay hơn cái máy kia nữa. Các bạn lắc cái này nè, nó không rung luôn. Ok, hay là các bạn chạy xe đạp hay là các bạn gì á, nó sẽ không rung luôn. Thì bữa hôm nay mình sẽ đi unboxing cái máy này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi unboxing cái máy Osmo Action Camera này các bạn nhé. Ok, thì đây là cái hộp của cái máy DJI Osmo Action. Cái hộp này thì nó làm rất là nhẹ và rất là đẹp. Còn cái hộp của GoPro 6. Đây là cái GoPro 6 các bạn. Thì cái GoPro 6 thì nó làm nó nhìn sen hơn các bạn nhé. Thì tất cả hai cái máy này đều là chống thấm nước cả. Cái này của hãng DJI, còn cái này của hãng GoPro. Thì cái camera ở phía trước của cái cam này á là 12MP 4K 30. Cái máy này nó có thể lặn nước tới 10 mét luôn. Còn cái máy này nó lặn nước tới 11 mét luôn. Cái máy này nó lặn nước sâu hơn các bạn. Thì hai cái máy này nó na giống nhau, cho nên các bạn cũng không có gì gọi là xa lạ cả. Thì mình sẽ để lên đây cho các bạn coi sự khác biệt của nó. Ok, thì cái này là GoPro, cái này là Osmo Action. Cái này thì nó có cái màn hình tròn, cái này nó có màn hình vuông các bạn. Nhưng mà các bạn thấy sự khác biệt của hai cái máy này. Cái máy này thì màn hình nó rất là bự và cái máy này mình rất là nhỏ. Thì khi mà các bạn mở cái máy GoPro lên á. Đó. Thì các bạn thấy không, ở đây nó không có cái video gì cả. Nó chỉ hiển thị cái lúc các bạn quay thôi. Và ở sau này thì nó chỉ hiển thị cái lúc các bạn quay thôi. Đó. Nhưng mà bây giờ cái máy này nè, thì các bạn cũng mở lên nữa. Ok, thì ở sau này nó có một cái màn hình cũng giống như cái máy này. Nhưng mà cái điểm khác biệt là khi mà các bạn gõ hai cái vô đó, nó sẽ đổi lên cái màn hình đằng trước. Giống như là các bạn đang selfie điện thoại đó, các bạn thấy không? Cái màn hình bây giờ nó chỉ sang trước. Thì cái máy này nó không có được như vậy. Các bạn thấy cái máy này không, nó không có được như vậy. Đó là cái điểm hay nhất của cái máy DJI Osmo này. Đó là lý do mình rất là thích. Cái giống như là mình, các bạn đang thấy mình quay nè, đó, các bạn thấy không? Thì đó, còn cái này không có được gì. Nó bị thua xa cái này các bạn nhé. Ok, thì đó là cái điểm mình rất là thích về cái máy này. Và cái máy này á, bây giờ mình tắt ra. Cái máy này thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết về cái máy này đi các bạn nhé. Thì ok, thì đây ở đây là có một cái ống len này các bạn có thể tháo nó ra. Và các bạn có thể thay cái ống len khác vô, ok. Nó cứng quá. Thôi kệ đi. Ok.
Thì ở đây nó có cục pin. Khi mà các bạn muốn tháo cục pin ra, khi mà các bạn muốn tháo cục pin ra thì các bạn sẽ mở cái nút này ra. Đây là cục pin nó sẽ bóp ra. Cục pin này nó rất là hay các bạn. À, bạn thấy không? Cục pin này rất là hay. Đã. Nó không có giống như là nó không có giống như của cái GoPro này. Cái GoPro này các bạn phải tháo cái này ra. Cái GoPro thì các bạn phải tháo cái này ra, nó mới cục pin nó mới nhảy ra. Các bạn thấy không? Còn cái này á là các bạn đẩy nó vô luôn. Các bạn đẩy nó vô luôn. Đây, đó. Ok. Thì ở đây nó có hai cái khớp. Khi mà các bạn đẩy nó vô nó phải khớp. Còn nếu mà nó không khớp thì các bạn sẽ thấy cái đường màu cam của nó. Các bạn thấy không? Cái đường màu cam này có nghĩa là cục pin nó không khớp thì nó sẽ bị vô nước. Ok. Thì khi mà các bạn làm gì nó sẽ chống thấm nước luôn các bạn nhé. Đó, thì đây là cái đặc điểm của cái máy này. Này. Ở bên này nó có nút play nè, gọi cái này nút là chụp hình hay là quay phim gì đó. Ok. Thì còn bên đây thì nó cũng giống như cái máy GoPro thôi cho nên không có gì đặc biệt cả. Ở đây nè, nó có một cái thẻ nhớ và ở đây là một cái chỗ để sạc pin. Ok. Thì ở đây mình có một cái thẻ nhớ. Đây. Các bạn có thể bỏ cái thẻ nhớ 400 GB vô quay cho nó đã luôn, ok. Đó chính là cái hay của cái máy này. Thì bây giờ mình sẽ mở cái máy lên cho các bạn coi nhé. Cái máy này nó có một cái hay đó các bạn thấy không? Bây giờ các bạn thấy chữ Rocksteady không? Rocksteady này có nghĩa là chống gung siêu khắp luôn, có nghĩa là các bạn sẽ không có bị gung bị lắc giống như là cái máy này. Cái máy này mặc dù nó nói là chống gung nhưng mà các bạn vẫn bị gung chút chút các bạn nhé. Còn cái máy này không có gung luôn. Thì ở đây các bạn có thể chỉnh nó lên xuống nè, đó 4K đồ luôn, ok. Hay là thường thường mình quay cái này đi để cho phim nó nhẹ các bạn. Ok, bây giờ các bạn kéo nó xuống, nó giống như là GoPro vậy đó. Nếu mà các bạn bấm vô hai cái thì nó sẽ quay qua màn hình ở trước, ok. Còn nếu mà các bạn bấm hai cái về sau đó thì nó sẽ quay hai sao, ok. Còn bên này là mấy cái video mình đã quay, ok. Còn bên này là mấy cái chỉnh, còn ở đây là setting, ok. Mình có thể điều khiển bằng giọng nói luôn. Bây giờ mình sẽ điều khiển bằng giọng nói cho các bạn coi nhé. Thì bây giờ điều khiển bằng giọng nói, ok. Ở đây nó có screen lock nữa nè. Bây giờ mình sẽ nói là setting. Bây giờ mình nói là shut down. Shut down. Đó, các bạn thấy không? Mình nói shut down cái nó shut down cái camera. Bây giờ nên là turn on. Turn camera on. Power on. Rồi, nó không nghe mình luôn. Ok. Nó không nghe mình thì thôi. Ok, bây giờ voice control. Bây giờ mình vô voice control đi. Thì bây giờ mình sẽ coi nè. Start recording, stop recording, check photo, screen with shutdown. Ok, bây giờ mình sẽ thử mấy cái này các bạn nhé. Start recording. Đó, các bạn thấy chưa? Nó mới kêu nó stop recording. Đó, mình mới điều khiển bằng giọng nói bạn. Mình kêu nó quay phim là nó quay phim. Mình kêu nó tắt là tắt. Bây giờ thử lại nha. Start recording. Đó, các bạn thấy chưa? Hay không? Hay không? Stop recording. Đấy. Ok, bây giờ mình kêu nó shut down. Đây, các bạn thấy cái máy này rất là hay không? Ok. Thì mình kêu nó tắt máy, mở máy là nó tắt mở luôn, ok. Thì để mình coi, để mình cho các bạn coi trong cái hộp này nó cho mình cái gì nhé. Thì ngoài cái camera này ra, nó còn cho mình đây là cái chỗ mà để đựng cục pin các bạn. Đây là cái chỗ mà đựng cục pin nó làm rất là đẹp. Đây, thì ở đây nó có một khe để cho các bạn đựng thẻ nhớ nữa. Còn cái này là hai cái đồ để mà các bạn gắn lên xe, nó giống như là cái GoPro đó, cho nên các bạn cũng không có gì xa lạ cả. Cái cây này thì gắn ở đây, ok. Đây, còn này là thẻ nhớ mình mới mua, ok. Thì bây giờ mình sẽ lấy hai camera này ra mình xài, ok. Thì thường thường khi mà mình đi chơi mình sẽ đem cái này đi theo, tại cái này nó không có chống gung mạnh bằng cái này. Cho nên bây giờ mình thay cái này, ok. Bây giờ mình tắt này. Thì thường thường khi mà mình đi đâu á, mình sẽ gắn một cái máy này ở trước và một cái máy này ở sau để mà
nó quay tất cả những cái video mà mình muốn cho các bạn coi. Đó đó chính là cái này. Còn khi mà mình đi vòng vòng á, mình sẽ quay bằng cái này cho nó bay lên trời. Các bạn thấy mình không, đầu tư rất là dữ. Nhưng mà cái hay của mình là mình không có mua những cái thứ này một lần, mình không có mua những cái thứ này một lần các bạn. Tại vì các bạn biết không, cái lúc mà mình là bắt đầu làm YouTube á, mình cũng không có bỏ quá nhiều vốn để làm YouTube. Ok, thì cái tháng lương đầu tiên của mình á, là mình lãnh ra chỉ có 60 đô thôi, cho nên mình cũng không có xài cái tiền đó. Thì cái tháng lương thứ hai của mình á, là mình lãnh được 100 đô thì mình dồn vô. Mình mới mua cái điện thoại, mình mới mua cái máy GoPro này. Cái máy GoPro này chỉ có 300 đô thôi. Thì mình mua cái này và mình xài, sau đó mình mua tiếp cái này và mình mua này. Thì mỗi một tháng lương như vậy mình kia, mình định mình mua mấy này chơi, cho nên mình cũng không có ngán tiền lắm các bạn nhé. Bởi vì có nhiều người á, họ khi mà họ làm YouTube á, mà họ chưa kiếm được tiền mà họ mua nhiều đồ á, họ cũng ngán. Bởi vì mình nói với các bạn á, các bạn làm YouTube á, cứ từ từ đi, ok, làm có tiền trước muốn mua sao. Bây giờ các bạn thấy không, tháng vừa rồi mình làm được tiền YouTube, mình làm khoảng 2.000 mấy đô la đó. Thì mình không biết xài cho gì cho cái đó, cho nên mình mới lấy cái tiền đó ra mình mua cái máy này có 300 đô thôi. Thì dĩ nhiên là sau này video của mình nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ hay hơn nhờ cái camera này. Thì tháng sau mình sẽ lãnh được nhiều tiền và mình sẽ mua thêm nữa. Nhưng mà mình không có mua hết cái số tiền mà mình lãnh từ YouTube, mình vẫn để dành các bạn nhé. Bởi vì lúc nào mình cũng lời hạ cả. Thì đó là những cái chia sẻ của mình trong cái video clip này. Thì hy vọng các bạn sẽ thích video clip này. Và nếu mà các bạn nào muốn mua cái camera này thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách mua nhé. Ok, thì mình sẽ để link ở trên đó cho các bạn coi. Thì đây là cái Osmo Action của hãng DJI mới ra các bạn. Cái giá của nó là 349, nó rẻ hơn cái GoPro 7. Cái GoPro 7 đó là nó tới 399 lần, cái này là 349, nó rẻ hơn 50 đô, ok. Và cái điều hay nhất là các bạn thấy không, cái màn hình của nó rất là bự. Cái màn hình của nó bự hơn cái màn hình của GoPro luôn. Ok. Thì ở trên mạng nó có rất là nhiều người đã chia sẻ về những cái quay phim, sự khác biệt giữa màu sắc và ánh sáng của hai cái này rồi. Thì những cái đó là những cái người chuyên nghiệp họ làm. Thì mình sẽ cho các bạn coi để cho các bạn biết về những cái máy nó quay như thế nào. Còn mình thì mình không có chuyên nghiệp, cho nên mình cũng lên YouTube mình coi thôi. Các bạn cứ lên YouTube coi nhé. Ok. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn ơi. Cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình nhé.